Vi Lan xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Ngày hôm nay Vi Lan rất là excited để giới thiệu đến quý thính giả một cái sản phẩm mà ai trong chúng ta cũng yêu thích, giúp cho quý vị thon gọn mà cái quan trọng là quý vị ăn uống vẫn bình thường mà không cần phải diet gì hết, quý vị vẫn thon gọn như thường. Đó là sản phẩm gọi là Fat Burner. Đúng vậy, thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng muốn được thon, được gọn, được đẹp mà phần đông là chúng ta phải diet. Thì thưa quý vị, Fat Burner giúp cho quý vị không cần phải diet mà quý vị vẫn thon gọn như thường. Và cái quan trọng là nó sẽ burn ở những chỗ nào có mỡ mà cần thiết phải được burn. Mà thưa quý vị, cái sản phẩm này Fat Burner không phải riêng Vi Lan giới thiệu, mà Dr. Oz trên TV Mỹ cũng đã từng nói, nếu quý vị muốn được thon gọn, giảm cân và không muốn diet thì đây là một cái sản phẩm rất cần cho quý vị. Và đặc biệt nữa là những quý vị nào hay ăn trễ, nhiều khi chồng hay vợ đi làm về trễ, chúng ta chờ đợi, chúng ta ăn đêm, rồi chúng ta dễ bị mập, dễ bị lên cân, thì đây là một cái sản phẩm mà quý vị cần phải có. Và đặc biệt trong cái thời gian này, promotion từ quý vị mua 5 tặng 1. Trên cái hình quý vị thấy là bác sĩ Kimberly rất đẹp phải không ạ? Và cũng rất nhiều quý vị đặt câu hỏi tại sao bác sĩ Kimberly có thể giữ được thân hình thon gọn như vậy. Mặt mách nhỏ quý vị, bác sĩ Kimberly ăn cũng nhiều lắm thưa quý vị. Thì quý vị xem cái calendar quý vị thấy, bác sĩ Kimberly rất thon, rất gọn. Lý do dù ăn nhiều, không cần diet, nhưng bác sĩ Kimberly vẫn thon gọn là nhờ dùng Fat Burner. Thành ra xin quý vị nào muốn có một thân hình thon gọn mà không cần phải diet, không cần phải kiêng ăn, đây là một sản phẩm quý vị cần phải có. Và ngày hôm nay mua 5 tặng 1 quý vị nhé. Đúng vậy, mua 5 tặng 1, xin quý vị gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, 1888 337 7264.